Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bộ phim Sự Thật Trưa Ngày 30 tháng 4 1975 ở Dinh Độc Lập của đạo diễn Phạm Việt Tùng thực chất chỉ là chiêu trò nhằm phủ nhận vai trò chính trị của ông chính ủy Bùi Tùng. Qua bộ phim này, ngụ ý chúng mới nói rằng quân đội ta đã phớt lờ vai trò chính ủy, sĩ quan chính trị của ông Bùi Tùng mà đề cao vai trò sĩ quan chỉ huy của ông Phạm Xuân Thệ. Người xem phim cứ ảo tưởng rằng chúng muốn đòi lại sự công bằng cho ông Bùi Tùng, nhưng thực chất ông Bùi Tùng chỉ là nạn nhân, là một quân cờ trong ván cờ chính trị tâm lý chiến của chúng. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Cảnh báo âm mưu thủ đoạn thâm độc của bè lũ phản động với việc phi chính trị hóa quân đội của Nhân Đạo. Qua status, hiện đã gỡ status này của Phan Chí Định, một cựu chiến binh, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn biến chở cờ. Chúng ta thấy hiện lên rất rõ âm mưu của bè lũ phản động, đó là hạ thấp vai trò của sĩ quan chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khi sĩ quan chính trị hay sĩ quan chỉ huy hay sĩ quan kỹ thuật hay sĩ quan hậu cần cũng đều là một bộ phận không thể thiếu, không thể tách rời trong quân đội nhân dân Việt Nam, trong hệ thống quốc phòng Việt Nam. Dù là bất cứ ngạch sĩ quan nào thì cũng phải được học tập, được trang bị kiến thức, hiểu biết, tư tưởng, bản lĩnh chính trị. Một hệ thống chính trị, một xã hội chính trị thì không thể có chuyện tách rời, phân lập, biệt lập, thiết lập các tế bào phi chính trị. Phan Chí Định đã kích động nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân hùa theo luận điệu này của hắn. Âm mưu này của bè lũ phản động và các thế lực thù địch chống phá vẫn là nhằm vào mục tiêu gây mất đoàn kết, gây sự chia rẽ trong nội bộ quân đội nhân dân Việt Nam, và âm mưu phi chính trị hóa quân đội dựa vào việc phủ nhận tính chính trị trong quân đội thông qua việc hạ thấp vai trò và đánh phá phủ nhận các sĩ quan chính trị. Bộ phim Sự Thật Trưa Ngày 30 tháng 4 1975 ở Dinh Độc Lập của đạo diễn Phạm Việt Tùng thực chất chỉ là chiêu trò nhằm phủ nhận vai trò chính trị của ông chính ủy Bùi Tùng. Qua bộ phim này, ngụ ý chúng mới nói rằng quân đội ta đã phớt lờ vai trò chính ủy, sĩ quan chính trị của ông Bùi Tùng mà đề cao vai trò sĩ quan chỉ huy của ông Phạm Xuân Thệ. Người xem phim cứ ảo tưởng rằng chúng muốn đòi lại sự công bằng cho ông Bùi Tùng, nhưng thực chất ông Bùi Tùng chỉ là nạn nhân, là một quân cờ trong ván cờ chính trị tâm lý chiến của chúng. Âm mưu thủ đoạn vô cùng thâm độc này đã khiến một số vị tướng, tá, cựu quân nhân và một bộ phận cựu chiến binh mắc mưu chúng mà binh vực chúng, nhưng lại cứ tưởng là ta đây thông minh, giỏi giang, sáng suốt lắm. Thật đáng thất vọng với các vị lẩm cẩm này. Tôi mong bà con cô bác, anh chị em hãy tập trung trí tuệ, trí lực để vạch trần thủ đoạn thâm hiểm này của bè lũ phản động.